Hello, xin chào tất cả quý vị và quý bạn. Chiều tối rồi mà TV lại tiếp tục lại review những cái loa Aeon vỏ nhựa. Nhưng hàng này hàng liền công suất các bạn nha. Có một đôi duy nhất thôi. Nó đẹp, nó zin lên từng con ốc các bạn nha. Đó. Đây là thì mình sẽ chi tiết quay vào nội thất bên trong. Đó. Các bác xem video của Tiến hay thì nhớ cho em Tiến một like, bấm đăng ký kênh, bấm chuông và chia sẻ thật nhiều cho Tiến TV các bạn nha. Đây loa vỏ nhựa Aeon nó liền công suất luôn. Các bác chỉ cần đưa vang vào là alo thôi, chứ không cần thiết phải cục đẩy nữa. Đấy, chất âm của những cái đôi loa như thế này thì các bác biết rồi, cực kỳ hay, cực kỳ hấp dẫn luôn. Đó. Chép này là chép đời 9 các nha. Chép đời 9 cúc nhôm như 938 á. Ôn loa này. Bên Tiến TV thì bán công khai luôn, mở luôn nếu các xem. Thông số bảo phần tem cửa hàng. Cam kết là sai các bác trả lại vô tư. Còn đây là những bo mạch này, các bác nhìn này, không một mối hàn nào luôn, không một mối hàn nào mà chấm vào luôn. Đó, zin nguyên bản nội này các bác nhá. Phải không nó chép mới không? Không ạ. À. Để nó bát nhá. Nó bát này nó như là 515 á bác nhá. Nó y chang như là cái 265 đấy. Y chang như là loa 515 và loa 525. Đấy, đều xương nhôm hết các bác nhá. Đây này. Tất cả cái mặt này bằng nhôm hết này. Tất cả cái mặt này bằng nhôm. Các bạn nhìn thấy khi em đây trong nhôm này. Cái nhựa này á là nó chỉ bọc ở bên ngoài thôi, cái nhựa này bọc bên ngoài thôi. Còn trong đây tất là nhôm. Người ngoài rất nặng thôi nha. Thế mình chưa cân mà nó nặng lắm, chắc nặng lắm. Đó. Cái nhựa này ngoài nó bọc ở ngoài thôi cho đẹp thôi. Nhôm trong hết, tất là nhôm liền nhau thì khối hết. Đó, để không hơi nhôm hết. Đây là những cái vỉ khuếch đại tín hiệu to nhỏ và đường vào yêu trích. Bên này nó là đường tín hiệu điện cầu trì. Đó, em Tiến thì quay rất chi tiết luôn cho các bác. Đây là bông tiêu âm. Đó, đây là tín thế nàng loa này các bác, đẹp cực kỳ luôn. Video này xong thì mình sẽ test chất âm cho các bác thì mới đặt định lượng lên được, chứ bây giờ nó dính dây này thành ra không quay được mặt trước mặt sau. Thì các bác thông cảm cho Tiến TV nhá. Đó, đây là xong chiếc này rồi đúng không? Để Tiến TV sẽ sang bên chiếc bên này. Đó, đều là nhôm hết, tất cả là nhôm, mỗi cái là nhựa này họp ở ngoài thôi. Đó, đẹp chưa các bác? Made in USA. Đó, cực kỳ đẹp. Xíu là gang luôn bác này. Xíu này là gang luôn. Bạch công suất đây các bác. Chưa một mối hàn nào chấm vào nha. Bụi mốc nào bên kia nào đây mới tháo ra lần đầu tiên các bạn. Đấy. À. Bên kia vì bán thì các bác yên tâm luôn. Chả phải nghĩ yên tâm gì cả. À có sao phải nói như vậy thôi. Nó bẩn lắm, lau chùi chứ lau chùi gì đó, cực kỳ bẩn luôn. Mai thì mình sẽ đóng vào lau chùi và test chất âm cho các bác. Hiện tại bên Tiến TV đang bán đôi loa Aeon này, tôi chả biết ở mã gì, úp ít rồi còn chả nhớ. Là giá 18 triệu bao ship cho các bác nhá. Cực kỳ rẻ luôn, 18 triệu bao ship cho các bác. Đấy. Các bác về sẵn cầm cái vang cắm vào là ok rồi. Đó, hợp dẫn chưa? Đấy, con tụ. Chất âm của những cái loa TV vỏ nhựa này, tiếng alo rồi là tiếng chép nó cực kỳ sáng. Đây là kèn, là kèn nhôm rồi, qua là kèn nhôm rồi quá, nhôm đúc đấy. Thế mà loa này thì là Tiến TV cũng lần đầu tiên lấy về thôi, tại vì nó theo lô không có thì mình sẽ thấy bán, chứ trước thì cũng chưa nhập đồ này bao giờ.
thì giá 18 triệu thì mình sẽ bao ship tận nhà được các bác. Đấy, bác nào có nhu cầu thì liên hệ với BV theo số điện thoại là 0948 388 448. Tiến BV ở thị trấn Thổ Vang, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc các bác nha. Các bác xem thấy video hay nhớ cho em Tiến một like, bấm đăng ký kênh, bấm chuông và chia sẻ thật nhiều cho Tiến BV. Thank you và rất nhiều đã xem hết video của Tiến BV.